cao cấp Jinsu mới, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Jinsu Food. 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, ba, tư đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa năm. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa ba. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Cô có biết là cô xấu xa lắm không? Tôi... ở lại bên cạnh tôi. Anh vẫn còn tin tưởng tôi sao? Em lo là cổ phiếu của tập đoàn Tinh Hoa Group bị rớt giá. Bao nhiêu đó cũng không làm cho Tinh Hoa Group sụp đổ đâu. Tôi muốn nhắc cho cô nhớ là chuyện giữa cô và tôi đã chấm dứt tại đây. Từ bây giờ, đừng bao giờ tìm cách liên lạc với tôi được. Em bị đuổi việc rồi. Chị đã cố gắng hết sức để giữ em lại, nhưng không được. Chủ nhà hàng này là bạn của chị. Em có thể tới đây làm việc. Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Và tôi xin hứa sẽ giải quyết mọi việc một cách công minh nhất. Cho hỏi cô Anh Thư có liên quan gì đến vụ việc này không ạ? Bà đối xử với tôi như vậy, bà không nghĩ tôi sẽ quay lại cắn bà sao? Đúng là người ông tay áo. Không thể tưởng tượng cô ta lại làm chuyện này. Bây giờ tính làm sao hả mình? Còn tính cái gì nữa? Đã gây thiệt hại là đuổi thằng cổ. Vì cô ta mà thằng Đăng mất uy tín với cổ đông, công ty thì lao đao. Lại còn quỹ đầu tư bên Singapore nữa, đuổi cô ta còn là nhẹ ấy. Không khéo, đợt này tôi phải phụ giúp thằng Đăng phục hồi lại công ty. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thằng Đăng nhà mình đâu phải là đứa kém cỏi gì. Em nghe nè. Chúc mừng em được giải oan nha. Anh mới đọc báo hả? Ừ. Anh lướt lướt ở trên mạng thấy cô nào quen quen. Hóa ra là mình quen người nổi tiếng luôn á. Anh chọc em nữa. Mà cảm ơn anh nhiều nha. Anh có giúp ích được gì cho em đâu. Anh chỉ có thể vui buồn cùng em được thôi à. Vậy là đủ rồi mà. Hay là ngày mai mình đi biển ăn mừng đi. Mừng em trở lại công ty. Chỗ lần trước mình định đi á hả anh? Ừ. Ngày mai qua đón em nha. Dạ, vậy mai gặp anh nha. Bye bye em. Bye anh.
Dạ đây là phòng làm việc của chị ạ. À, giám đốc. Thế nào, cô thích phòng làm việc mới của mình chứ? Dạ, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được làm việc ở một nơi như vậy. Thật sự tôi không dám đối diện với anh, nên tôi định đi luôn mà không chào tạm biệt. Tôi biết bây giờ tôi có nói gì đi nữa, anh cũng sẽ không thể tha thứ cho tôi. Anh có hận tôi, có ghét tôi cũng xin nhận hết. Coi như là anh đã tuyển nhầm một cộng sự ích kỷ, tham vọng và xấu xa. Anh từng nói là tôi không được cảm ơn anh, nhưng đây là lần cuối cùng tôi xin được cảm ơn. Dạ, xin lỗi anh rất nhiều. Cô nghĩ như vậy là kết thúc rồi sao? Cô vẫn chưa nghe câu chuyện tôi định kể ở Singapore mà. Nghe xong rồi hãy đi chứ. Trung Mai, sao về trễ vậy? Đưa túi cho anh. Thôi, em tự đeo được rồi. Bữa nay mày đặt ra đón em nữa ha. Bọn anh sợ gái đẹp bị bắt cóc hả? Bây giờ anh ta muốn bắt heo á, người ta cũng phải dợm mặt nữa đó. Nè, vui ha? Thấy chưa, em nói anh rồi mà. Em tin chị Thư, chị Thư không có lừa em đâu. Mà chị sao rồi, có bị đuổi không? Không có đâu, cũng chỉ là sự cố thôi mà. Với lại chị giỏi như vậy thì công ty sẽ không bỏ rơi nhân tài rồi. Nhờ vậy em mới đỡ anh ấy đúng không? Ừ, đúng rồi. Anh có thể là một suy nghĩ của em ha. Vậy mới nói anh là... Anh trai của em. Lên đi. Gì nữa? Thì em biết bữa giờ không có chuyện mà, cho nên là anh đâu có mượn xe cho em tập lái được đâu. Lên đi anh cổng về. Mày đặt cổng heo. Dẹp đi nha. Không, hẹn anh cũng cổng được. Lên đi. Ai về trễ rửa chén? Ê! Nè, anh Giang hả? Lại khó chịu ở đâu hả mình? Sao mà không khó chịu được? Cứ nghĩ tới thôi là sôi hết cả ruột gan. Mình lo nghĩ ít thôi, không để ảnh hưởng đến sức khỏe. Con nó cũng đã tổ chức họp báo để xin lỗi rồi còn gì. Chả ai quan tâm đâu. Rồi cũng vẫn bị mang tiếng là ăn cắp công thức với ý tưởng của nhà hàng khác. Rồi lại còn ức hiếp doanh nghiệp nhỏ. Phức tạp lắm. Doanh thu chắc chắn sẽ sụt giảm. Cổ phiếu cũng chưa chắc đã phục hồi. Nhưng mà Hải Đăng đâu phải là người mới. Với lại đây đâu phải là lần đầu tiên con nó gặp sự cố đâu. Mình cứ để yên cho con nó xử lý đi. Mình nói thế mà nghe được à? Vậy mà lúc nào mình cũng kêu là coi Hải Đăng như con ruột. Mình nói như vậy là ý gì chứ? Hải Đăng nó bị anh Thư đâm một nhát chí mạng sau lưng. Mình bảo tôi ngồi yên làm sao được? Ngay từ đầu em nói với mình biết bao nhiêu lần rồi. Cô ta là một người không đáng tin cậy. Nhìn vô đôi mắt của cô ta chỉ toàn là tham vọng thôi. Em nói mà mình có tin em đâu. Bây giờ xảy ra chuyện, mình kêu ca em cái gì? Nhưng mà
tôi vẫn thất vọng vì mình lắm. Thất vọng về em lắm phải không? Ừ thì cứ thất vọng về em đi. Nhưng mà em nói cho mình biết nha, ở trên thế giới này á, không có ai yêu chồng bằng em đâu. Mình mà để cho chồng em bị bệnh á, là mình chết với em đó. Thôi được rồi. Có mình lo cho tôi như vậy, chắc tôi sẽ không sao đâu. Được rồi, cứ để cho Hải Đăng, nó phải tự giải quyết công việc của nó. Còn tôi phải lo sức khỏe thật tốt, sống lâu với mình, đúng không? Tiếc thật đấy. Nếu như không xảy ra sự cố, chắc giờ này tôi đã dẫn cô đi ngắm cảnh đêm ở Singapore rồi. Lúc ở Sing, anh có thường đi dạo không? Có chứ. Những lúc tôi mệt mỏi quá không ngủ được, tôi thường một mình tản bộ xung quanh bờ sông. Đêm khuya tĩnh lặng, rất thích hợp để suy nghĩ, tìm cách giải quyết mọi vấn đề. Tại sao anh mệt mỏi? Tôi đã bị người tin tưởng nhất phản bội. Kể từ đó, tôi rất khó để có thể tin tưởng ai khác. Tôi cứ nghĩ bản thân có thể làm được tất cả mọi việc, không cần ai giúp đỡ. Cho đến khi... Nếu bây giờ tôi mở lời, cô có ở lại với tôi không? Tôi biết chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nếu cô tin tưởng... Tôi không thể giúp gì cho anh đâu. Anh không biết nguyên tắc loại bỏ sao? Trong một mớ rau tươi, nếu có cành rau bị dập nát, phải loại bỏ ngay. Nếu không, nó sẽ lây lan sang mớ rau khác. Tôi đang là tâm điểm chỉ trích của vụ ăn cắp. Tôi chẳng quan tâm, cũng chẳng sợ ai chỉ trích. Tôi chỉ muốn cô tiếp tục đồng hành với tôi thôi. Nhưng mà tôi không muốn như vậy. Tôi không muốn cứ phải áy náy khi làm việc cùng với anh. Nếu anh nghĩ cho tôi, thì hãy để tôi đi đi. Tôi hiểu rồi. Cầm lấy. Tôi định đưa nó khi chúng mình ở bên Sinh. Dù sao tôi cũng mua rồi mà. Đừng nặng nề quá. Cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt lắm đâu. Cô từng nói với tôi rằng cuộc đời của cô chưa có một mối nhân duyên nào tốt đẹp. Tôi đã mua nó với hy vọng sẽ có gì đó khác. Nhưng mà thôi, cứ cầm lấy đi. Người ta vẫn nói rằng trang sức sẽ đem lại may mắn cho phụ nữ.
Tôi mong rằng cô sẽ có mối nhân duyên khác tốt hơn. Bây giờ xem gì trên V Channel, thứ hai 3 4 đón xem Hoa Vương, thứ sáu đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa 5, thứ bảy chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Cô có định tìm công việc khác không? Tôi sẽ tìm. Tôi vẫn để trống vị trí của cô. Anh Hải Đăng à, nếu một người làm anh tổn thương thì đó không phải là nhân duyên tốt đâu. Tôi không xứng đáng. Tôi sẽ không quay lại với anh đâu. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Chúc anh thành công. Không tài nào nuốt nổi. Bố ăn thêm một chút đi. Đây là món tương đốt ra mà bố thích nè. Đúng đó mình. Con nó lo cho mình ráng ăn thêm chút nữa nha. Hôm nay em định đi chùa, mình có đi với em không? Đi làm gì? Thì dạo này Hải Đăng nó gặp nhiều chuyện không thuận lợi. Em với mẹ định đi chùa để cầu bình an cho con. Thôi, mẹ không có đi đâu. Con đi một mình đi. Mẹ không phải là không muốn đi, mà là mẹ không thể đi được. Chị hai biết không, lần trước mẹ đã gây ra một cái vụ kinh thiên động địa tại chùa luôn. Có chuyện gì vậy cậu? Cậu kể cho con nghe. Lần trước bà ngoại con cũng đi chùa giống như người ta vậy đó. Rồi ha, bà ngoại con với lại sư thầy nè, mới đi ra ngoài hồ cá ngắm cá. Đang ngắm cá rất là cao hứng. Rồi tự nhiên ngoại con hỏi: thầy ơi thầy, cá này to thế, đem chiên chắc ngon lắm thầy nhờ. Tự nhiên hỏi như vậy á, sư thầy giận tím mặt luôn. Rồi mấy cái người xung quanh á nhìn bà ngoại con giống như là người ngoài hành tinh gì đó. Cái thằng này đã bảo không nói rồi còn. Em kể cái chuyện này không có vui lắm mà. Thôi tôi đi làm đây. Hôm nay thứ bảy mà mình. Nhóm marketing họp bàn nhau để giải quyết sự cố. Tôi qua động viên anh em một chút. Mình chờ em chút. Chị Trâm ơi. Dạ. Dạ thưa cô chị đây ạ. Em cảm ơn. Em định kêu thằng Hiếu nó mang cái này lên công ty đưa Hải Đăng. Nhưng mà bây giờ mình đi rồi, mình cầm lên đưa cho con giùm em. Đây là sâm đỏ ủ qua đêm. Nói Hải Đăng uống để bồi dưỡng sức khỏe. Ngoài làm cái chuyện này cho nó ra thì em cũng không biết làm cái gì hơn nữa. Cảm ơn mình. Chỉ có mình là lo cho thằng Hải Đăng. Có mình chăm sóc vậy, còn nó sẽ vượt qua mọi chuyện thôi. Thôi tôi đi đây. Mai à, em có biết vì sao lại tặng giày cho em không? Không phải là một, mà là hai đôi giày. Có ai đó đã nói rằng nếu tặng người mình yêu một đôi giày thì người ta sẽ bỏ mình mà đi mất. Vậy nên anh sẽ tặng em hai đôi giày, để dù em có bỏ đi thì cũng sẽ quay về bên anh. Anh Mạnh. Ôi
là trời. Chạy ở đâu mà đẹp dữ vậy nè? Úi trời. Nè nè, em làm gì vậy? Mấy của em đâu? Em biết rồi. Anh tính tặng cho chị Mai đúng không? Có đâu. Tặng nào? Anh là tình yêu á, là nó phải đúng thời điểm. Anh mà cứ đứng yên như vậy hả, là chỉ bị người ta cướp mất đó. Nói nhỏ thôi, ngoài nghe rồi sao? Ôi, nghe được thì càng tốt, chốt điêu luôn. Có cần em giúp gì không? Phải đó mà tin tướng ha. Nhưng mà em yên tâm đi. Lần này anh á, anh sẽ rỡ đúng thời điểm. Anh sẽ dứt điểm một cách gọn gàng nhất. Cố lên. Khoa à. Ủa, con định đi đâu vậy? Hoàng Yến đến thăm bố con. Con bé có mang vài món đi cho bố con tẩm bổ đó. Con có nghe mẹ nói gì không hả? Những lúc như vậy á, con càng phải lấy lòng bố. Để làm gì vậy mẹ? Cố gắng lấy lòng bố, rồi qua mặt anh hai. Tất cả chỉ để xây dựng cái bệnh viện. Cuối cùng thì chỉ có vậy thôi. Chỉ có vậy thôi? Với con thì đó chỉ là một cái bệnh viện thôi. Để con nói cho mẹ rõ, con thật sự không có muốn làm cái nghề người ta kêu đâu thì chỉnh đó. Mẹ quên cái bệnh viện đó đi. Con có biết mình đang nói cái gì không Khoa? Ai cho phép con? Mẹ à. Khoa, mẹ nói với con rồi, một rừng thì không thể nào mà có hai cọp. Khủng hoảng của Hải Đăng lần này là cơ hội rất tốt để cho con ghi điểm trong mắt bố. Con nghe lời mẹ đi, bây giờ mau chóng làm đám cưới với Hoàng Yến. Có như vậy con mới làm cho bố hài lòng, và con sớm sẽ vượt mặt thằng Hải Đăng thôi. Con xin mẹ đó. Tại vì mẹ lúc nào cũng như vậy hết, cho nên con lúc nào cũng phải dè chừng với anh hai của con. Con sợ anh hai con sẽ hiểu lầm con là sẽ tranh giành cái tài sản này với ảnh. Con năn nỉ mẹ đó. Mẹ dừng lại đi. Mẹ lúc nào cũng cư xử như một bà mẹ kế ích kỷ, làm cho con cảm thấy phát bệnh đó mẹ. Cái gì? Hả? Hả? Đây không phải là một cái gia đình ngồi ăn uống quay quần với nhau thì tỏ vẻ quan tâm nhau, nhưng mà trong lòng thì mong người khác thất bại. Như vậy mà gọi là gia đình hay sao hả mẹ? Con có biết vì ai mà mẹ phải sống như vậy không? Vì ai mà mẹ phải sống giả nhân giả nghĩa cả một đời không? Cái thằng kia! Nếu như thật sự là mẹ vì con á, thì con xin mẹ là mẹ hãy dừng lại đi. Con thật sự là không có hứng thú với cái bệnh viện đó. Mong ước duy nhất của con chỉ đơn giản là mong muốn cả nhà mình sống hòa thuận với nhau như một gia đình thật sự, quan tâm lẫn nhau, dù chỉ đó chỉ là một ngày thôi. Đình thật sự, ngay cả cái dòng máu mà con đang mang trong người thì cũng không cùng với họ đâu. Cái thằng ngốc, giật lại coi. Con nghe mẹ nói gì không hả? Giật lại cho mẹ coi coi. Dạ thưa bác trai, con biết là bây giờ bác đang rất là lo lắng, nhưng ông bà mình đã có câu: sau cơn mưa trời lại sáng, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi ạ.
con có chuẩn bị một số món ăn để bồi bổ sức khỏe. Con mời bác. Được đó. Ra dáng là đứa con dâu hiểu chuyện rồi đó. Gia đình ở bển đang gặp chuyện, nhưng mà đây lại là cơ hội tốt của con. Bằng mọi giá, con phải lôi kéo bố mẹ chồng và thằng Đăng Khoa về phe con. Biết chưa? Nhưng mà giả mộ làm bánh bèo duyên dáng vậy, nó không có giống con xíu nào hết á. Trong khi cái bản chất của con nó ngầu hơn nhiều mà mẹ. Con không biết hay sao mà còn hỏi? Tại vì bản chất của con á, nó không có tốt đẹp gì hết á. Diễn bánh bèo duyên dáng hay là con làm cái trò gì đi nữa, thì ngày hôm nay con phải quyến rũ cho bằng được thằng Đăng Khoa cho mẹ. Biết chưa? Cậu bộ khó nha mẹ. Mẹ nhìn kìa. Ủa? Thằng Khoa nó đi đâu vậy? Nó biết hôm nay hai mẹ con mình tới mà nó đi đâu vậy? Ủa? Thì biết cho nên mới đi đó. Ủa? Mẹ! Mẹ định làm gì vậy? Mẹ! Tới Tết mà hai chậu bông vàng thọ giữa nhà rực rỡ dữ hen. Lần đầu gia đình được đi chơi xa, phải bận nổi chứ. Ba con dặn là phải mặc đồ nổi hơn bác đó. Lát xuống sông đi tha hồ nổi. Nè, chú Trung mang về rất là nhiều đồ ăn nha. Đào thịt bò nè, sườn cây, xúc xích đứt nữa. Ui, có xúc xích tả. Thôi, đi lẹ đi, không ổn chờ. Ủa, rồi mấy đứa kia đâu hết rồi? Thằng Mạnh con Lam á, mua nước với trái cây rồi. Chắc tụi nó sắp về rồi đó. Con Mai đâu? À, chị đi ra ngoài tí, chắc hồi xíu chị về. Ồ, vậy hả? Để tôi soạn thêm ít đồ. Sao nó lại tới đây ta? Thì ông này ông cũng manh manh, cho nên ông đi lang thang cũng đâu có gì khó hiểu. Kệ ông đi mẹ, tôi về. Con im đi. Nó không có tới đây một mình đâu. Chú ơi. Anh Khoa. Mình đi thôi. Anh sợ là chở chuyến tàu đó. Ủa? Sao bánh bèo này nhìn quen quá vậy? Anh, em xin lỗi nha. Chắc là hôm nay em sẽ không đi biển với anh được. Có chuyện gì hả? Em quên mất. Cả nhà em có hẹn đi chơi miền Tây. Đây cũng là lần đi chơi chung của cả nhà khi về lại Sài Gòn. Cả nhà mong chờ lắm, em không thể nào từ chối được. Em xin lỗi anh nha. Tiếc quá hả? Anh cũng mong chuyến đi này lắm luôn đó. Nhưng mà thôi không sao, lần sau cũng được. Em đi chơi với mọi người đi. Em muốn rủ anh đi chơi cùng với nhà em đó. Chứ bây giờ anh đi về vậy buồn lắm. Nhưng mà anh đi với mọi người có thoải mái không? Anh yên tâm nha, cả nhà em chắc chắn sẽ chào đón anh mà. Đi, lên đi đó. Cái gì? Thằng Khoa nó có bạn gái hả? Mẹ xem. Mẹ khoan, con nói là nhìn quen lắm, hình như con gặp ở đâu rồi đó. Ở đâu ta? Sao con biết con nhỏ đó hả? Sao lại biết? Trời, con một chút, giờ này cái đầu óc của con nó mụ mị lắm. Chắc tại lâu ngày quá con không có được đi rượu gì vô trong người á, cho nên nó đúng rồi, nhờ mày đánh con mới nhớ. Bánh mèo ở Phú Yên, cái con nhỏ mà con thuê đi hẹn hò với anh Khoa. À, là cái con nhỏ mắt xa đó hả? Ừ, nhưng nó ở Phú Yên mà. Con có chắc không? Chắc như bắp luôn. Mắt của con còn tốt lắm á, không có nhìn lộn gì đâu.
mà đi chung xe với mình vậy chị? Cái thằng nhóc bòi ở ngoài Phú Yên làm cho con Mai khóc hết trước mắt đó. Là cái thằng á lấy tiền dùng vô mặt con nhỏ hả? Sài Gòn rộng vậy đó mà không biết sao cũng gặp nhau à. Đúng là nghiệt duyên mà. Tôi không ưa cái mặt nó chút nào hết. Đẹp trai là tôi thấy cũng không ưa luôn. Sao đâu, chút được cũng sẽ quen thôi mà. Xe mình có chạy ngang tiệm thuốc tây nào không Mạnh? Đó, đã dặn đừng có ăn uống bậy bạ rồi mà không nghe. Dạ ra bụng rồi phải không? Mệt ghê vậy đó. Nè nè, cầm chai dầu này sức đỡ đi. Chứ đang chạy làm sao mà ngừng lại cho được. Dẹp chai dầu chị Bách mình của chị đi. Tại tôi thấy mình liếc nhiều quá, thế nào thằng nhỏ cũng bị thương thích tìm mình à. Ghé tiệm thuốc tây mua bông băng thuốc đó để họ nó sử dụng. Bớt quăng miếng lại đi. Quăng miếng không có duyên gì hết mà quăng hoài. Tôi sẽ tìm cách đuổi nó ra khỏi đây. Cái gì? Thằng Khoa đi chơi với một cô gái? Không thể có chuyện đó được. Hai người có nhìn nhầm không? Không có nhìn nhầm đâu chị. Chính mắt em nhìn thấy mà. Bà gái, bác có đoán được cổ là ai không? Ý con nói là bác có biết người này. Dạ. Con nhỏ ở Phú Yên mà thằng Khoa nó thích đó. Con bé làm massage chân hả? Sao nó có mặt ở đây? Chắc là cổ thấy anh Khoa nhiều tiền quá cho nên theo vô tận Sài Gòn luôn á bác. Cổ mê tiền dữ lắm. Hai đứa nhìn thấy thân thiết lắm. Kiểu này là gặp nhau không ít lần đâu. Hình như là còn hẹn đi chơi xa nữa đó bác. Hồi nãy anh Khoa mang ba lô to lắm. Không có chuyện đó đâu. Thằng Khoa nhà bác không bao giờ làm những chuyện đó. Nó khóa máy rồi hả chị? Giờ này á, hai đứa nó mắc quấn với nhau rồi. Nó không nghe điện thoại của chị đâu. Yến, con có biết thêm thông tin gì về cô gái này không? Trả lời. Dạ con không. Con chỉ biết cổ tên là Trúc Mai thôi. Trúc Mai? Trúc Mai à? Sao cái tên này nghe quen quen? Cô nhân viên mới tên gì vậy bố? Hình như là Trúc Mai gì đó. Mà tại sao con hỏi vậy? Dạ, con hỏi cho biết thôi. Hèn gì, hôm trước nó có hỏi tên của một nhân viên mới. Mà cái thằng này thì có bao giờ nó quan tâm tới chuyện của công ty đâu. Hỏi tên của nhân viên hả chị? Chuyện này cho chị xin lỗi. Chị sẽ nói chuyện với Đăng Khoa, kêu nó chấm dứt với con nhỏ đó. Hai mẹ con cứ yên tâm nha. Chị nhắm coi được không? Chứ em thấy hai đứa nó thân nhau dữ lắm á. Em yên tâm đi. Thằng Khoa nhà chị là một đứa con ngoan. Nhất định nó sẽ nghe lời chị mà chấm dứt với con nhỏ đó. Ủa gì kỳ kìa. Tôi mời cả nhà xuống cái farm của tôi chơi á là để mọi người phát ham. Nếu mà không thấy ham á, thôi tôi về à. Dạ không có. Ham mà. Bớt am lại đi. Ông chủ. Ủa cái am này á là của ông chủ hết trời à. Trời đất ơi. Hổ một câu lộn đầu xuống đè luôn à. Dạ sao? Cái farm chứ không phải là cái am. À. Cái... Đừng thấy quắn que hỏi cơ cầu gì chứ. À, cái farm. Đúng rồi. Dạ. Ê cá quằn câu dính rồi kìa mà anh. Ê dính rồi. Ê dính lên. Ê dính rồi. Dính rồi. Oh.
Dạ. Ông chủ thử. Dạ sao ông chủ? Cái nồi này ai nấu? Con. Quá ngon. Không ấy bây giờ con về con làm cố vấn ẩm thực của quán chú đi nha. Con thấy sao? Nhưng mà bây giờ con đang đi làm ở công ty á chú. Hay là sao? À, hả? Con có cách này nè. Cách gì? Bây giờ con sẽ viết ra toàn bộ công thức và chú chỉ cần nấu y chang như vậy là được. Chú nhớ nêm nếm bằng nước mắm này nha. Vị mới tinh túy đẳng cấp á. Chú cảm ơn con. Nhưng chú cũng nói với con bằng cả tấm lòng. Dạ. Đây là sự sống còn của chú. Nếu như con không đồng ý, chị không thuyết phục được cháu, thì đừng nghĩ đến chuyện bước ra khỏi đây. Ê! Vợ! Dạ. Dạ. À, vợ! Nghe điện thoại. Hả? Thiệt hả? Vợ! Đợi anh bay ra liền! Yeah! Ủa dạ! Ủa cái đầu! Đau tim nhau này thiệt luôn á. Ngon quá bà. Miễn coi. Bớt ăn vụng lại đi. Ăn vụng hồi nào? Thử coi có ngon không chú bộ. Thử cho no đi, lát khỏi ăn thiệt. Thiệt tình trong chung này. Rủ mình về đây rồi bỏ đi mất tiêu. Kệ ổng đi. Hai vợ chồng ổng mà làm hòa được với nhau á thì tôi với chú nhẹ thở. Chứ không á, mặt ổng quẹo đeo hoài. Cái quán muốn ế theo luôn. Bác trai ngồi đi, để ổng nướng thịt cho. Bác cháu gì? Tôi đâu bà con cậu đâu. Tự nhiên nhận họ hàng ngang hông vậy. Bác gái, hãy để ổng làm nước mắm cho nha. Ủa? Bộ mình có họ hàng với nhau ha. Biết làm không mà đòi phụ. Tránh ra đi. Dướng tài dướng chừng quá. Anh Khoa, mấy em không thích để khách làm gì đâu. Anh cứ ra ngồi nghỉ ngơi đi. Thôi để ra phụ bưng ghế nha. Dạ. Má, má có thể đối xử với bạn con tốt hơn rồi không má? Má chửi nó trước mặt con là giữ thể diện cho nó lắm rồi. Ai mượn con dẫn thì về đây làm gì? Nhưng anh đâu phải người xấu đâu má. Má đừng nghĩ như vậy nữa nha. Chú. Vậy? Chú đừng có lắc cổng với ảnh nha. Tội nghiệp ảnh lắm. Không có mượn. Trời đất. Cái ghế anh để gì mà anh coi được hả? Nó chắn cái lối đi rồi kìa. Anh ơi, em nghĩ anh đặt ghế đại đi. Chứ giờ đặt đâu cũng khó đó. Anh có đói không? Ăn một chút đi nha. Anh không có đói. Anh bị gia đình của em kỳ thị anh no lắm rồi nè. Trời, đàn ông con trai gì á mà tí xíu đã giận dỗi rồi. Không phải chút xíu đâu. Em cũng thấy đó. Gia đình của em ghét anh ra mặt luôn á. Vậy ý anh là anh không muốn ăn đúng không? Em hiểu rồi. Ngồi ngoài vườn mát như vậy còn được ăn xiên nướng đúng là ngon bình thường á. Anh không muốn thử thì hả? Anh đã nói là anh no rồi mà. Cái bụng của anh nó biểu tình luôn rồi kìa. Ngon không? Đúng là ngồi ngoài vườn ăn ngon thiệt đó. Ui, nó cháy hết trơn rồi. Trời ơi. Ủa ba tôm ơi là tôm.
ơi, cái gì vậy anh Mạnh? Hả? Nó rớt hết rồi kìa. Trúc Mai đâu rồi? Anh lo mà nướng mấy con tôm khét của anh đi nè. Người ta dẫn crush của anh đi múc chỉ xa lắm rồi đó. Đúng người nhưng mà sai thời điểm á, là nó cũng nguy hiểm lắm á nha. Anh lo mà tặng mấy cái đôi giày với lại tỏ tình với chị đi. Tại vì chị không biết được tình cảm của anh, cho nên là chị mới nhận lời yêu ông kia đó. Rảnh không? Rảnh. Ngon thiệt đó. Nhưng mà anh vẫn không hiểu tại sao gia đình của em lại ghét anh đến mức như vậy. Mặc dù anh không có mong là mình được đón tiếp nồng nhiệt, nhưng mà không hiểu tại sao lại ghét đến đó. Em nghĩ là do em đó. Hôm đó lúc mà anh đưa tiền cho em ở tiệm massage, má mang cơm tới thấy hết trơn à. Hôm đó em về buồn là khóc nhiều nữa, nên chắc là mọi người lo cho em. Em có còn giận anh không? Không, em không giận. Em chỉ buồn vì đã làm anh phật lòng. Mặc dù em rất là thật lòng. À, còn vì em nghĩ là em sẽ không gặp lại anh được nữa. Anh xin lỗi nha. Anh sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra nữa đâu. Trúc Mai, mình quay lại với nhau nha. Anh sẽ cố gắng để cho gia đình của em có cái nhìn khác về anh. Cố lên. Cố lên. Em thắng rồi nha. Đây, để em giúp thịt cho anh nha. Việc này là chỉ thị của anh Đăng. Anh đem về đi, gia đình tôi không cần mấy này. Anh không phải là người như vậy. Anh là người duy nhất tin em vô tội và ủng hộ em. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tụi mình cũng tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau nha. Chúng tôi sẽ tìm một giám đốc khác có thể điều hành tốt hơn anh. Bằng mọi giá phải gọi cho anh Thư quay lại, không còn cách nào khác đâu. Chả phải là Thư vẫn nói lợi ích quan trọng hơn là mặt mũi kia mà. Tại sao bây giờ lại quan tâm là Hải Đăng suy nghĩ gì về mình? Bây giờ tôi sẽ trao cho cô cơ hội. Còn cô nắm chắc được cơ hội hay không thì tùy vào bản lĩnh của cô. Tôi rất thích sự giám sát của cô. Xem gì trên V Channel. Thứ hai, ba, tư đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa năm. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa ba. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.